Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự tối thứ ba ngày 10 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án điều tra thông tin về hoạt động du lịch năm 2017. Xác định APEC là cơ hội vàng để quảng bá du lịch Đà Nẵng ra với thế giới, nên ngay từ đầu, ngành du lịch Đà Nẵng đã rất khẩn trương chủ động trong công tác chuẩn bị. Đến nay, ngành đã cơ bản sẵn sàng cho tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Tin thế giới, chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ áp đặt nhiều biện pháp nếu vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha đơn phương tuyên bố độc lập. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án điều tra thông tin về hoạt động du lịch năm 2017. Theo đó, Sở Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra thông tin về hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố nhằm thu thập thông tin về lượng khách du lịch, về chi tiêu và cơ cấu chi tiêu của khách du lịch để phục vụ cho việc xác định đóng góp của ngành du lịch đối với tổng sản phẩm trên địa bàn và tạo việc làm của ngành du lịch, biên soạn tài khoản vệ tinh du lịch cho thành phố Đà Nẵng. Các đối tượng điều tra bao gồm khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa, đồng thời ghi nhận những đánh giá của khách về dịch vụ và hoạt động du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Đối với doanh nghiệp lữ hành, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tiến hành điều tra các thông tin chung về doanh nghiệp, các tuyến điểm du lịch phục vụ khách du lịch. Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận Sơn Trà, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê khảo sát thống kê diện tích bãi đậu đỗ xe thực tế tại tất cả các cơ sở lưu trú du lịch theo từng tuyến đường tại địa bàn 4 quận nêu trên. Thống kê số lượng quy mô các dự án cơ sở lưu trú đã cấp phép xây dựng, đang và sẽ hoạt động từ cuối năm 2017 đến năm 2020. Sở Giao thông Vận tải khảo sát thống kê thực trạng năng lực bãi đậu đỗ xe hiện nay theo từng tuyến đường trên địa bàn 4 quận. Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát thống kê thực trạng cấp thoát nước và xử lý nước thải, năng lực cung cấp nước hiện nay theo tuyến đường trên địa bàn 4 quận. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao các sở ngành đơn vị có liên quan đề xuất cụ thể tuyến đường, khu vực nên tiếp tục hoặc hạn chế xây dựng cơ sở lưu trú du lịch trên cơ sở quy hoạch xây dựng của thành phố, căn cứ năng lực đảm bảo giao thông theo hiện trạng từng tuyến, căn cứ năng lực đảm bảo cung cấp nước và xử lý nước thải. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các ngành chức năng về việc triển khai kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố liên quan đến việc quy hoạch đầu tư xây dựng và quản lý tại các bãi đỗ xe trên địa bàn Đà Nẵng. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai rà soát quy hoạch hệ thống giao thông tỉnh, ưu tiên dành quỹ đất và ngân sách để bố trí xây dựng các bãi đỗ xe đã được thống nhất chủ trương, tăng cường tổ chức các vịnh đỗ xe trước các công trình công cộng, nhất là trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch phân bổ ngân sách đầu tư bãi đỗ xe, có cơ chế chính sách thuận lợi huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và sớm điều chỉnh hoàn thành đề án thu tiền đậu đỗ xe công cộng để ứng dụng vào thực tế. Trước mắt, Đà Nẵng sẽ tập trung thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi thông minh trong năm 2018, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 ở số 1093 đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 2 ở số 725 đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê. Theo đó, tiến hành bổ sung các phòng học để đảm bảo đủ lớp học đáp ứng nhu cầu dạy và học của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1, đồng thời đầu tư bổ sung các phòng học để đảm bảo đủ lớp học đáp ứng nhu cầu dạy và học của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 2 sau khi sáp nhập thêm học viên từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Hải Châu và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Liên Chiểu.
Quận ủy Hải Châu vừa tổ chức lớp tập huấn báo cáo viên tháng 10 năm 2017. Tham gia buổi tập huấn, 170 báo cáo viên của quận sẽ được truyền đạt, tìm hiểu các chuyên đề chính về tình hình Biển Đông hiện nay, các nội dung tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 và tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, các nội dung triển khai chỉ thị 19 ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, các báo cáo viên cũng được cung cấp các thông tin và định hướng tuyên truyền trong thời gian đến. Sáng nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Đây là dịp để Ban Quản lý lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tại buổi gặp mặt, nhiều doanh nghiệp ghi nhận sự đồng hành của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng đối với doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến cụ thể như nên phạt những doanh nghiệp thuê đất mà không đưa vào sử dụng, hoàn thiện về quy chế thanh tra kiểm tra để tránh thanh tra chồng chéo thanh tra quá nhiều, đề nghị Ban Quản lý tăng cường kênh thông tin về chính sách hỗ trợ về vốn, tư vấn pháp luật, đẩy mạnh cách hành chính, xử lý môi trường tại các khu công nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, tăng cường thiết chế văn hóa ở khu công nghiệp Hòa Cầm. Thưa quý vị, ngoài cố đô Huế thì thành Điện Hải có thể nói là di tích duy nhất về thành lũy quân sự cổ còn lại ở miền Trung. Mới đây, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia một lần nữa khẳng định thành Điện Hải là di tích đặc biệt trên cả hai phương diện về kiến trúc và lịch sử. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, thành Điện Hải có giá trị cả về vật thể và phi vật thể. Thành được xây theo kiểu thành vô ban châu Âu, giống như một số hệ thống thành lũy được xây sau thời kỳ Gia Long và Minh Mạng. Giá trị của thành Điện Hải còn đặc biệt ở chỗ có bộ sưu tập có khẩu súng thần công. Đây là những hiện vật gốc độc đáo. Thì có thể nói đây là một cái di tích rất quan trọng trong cái lịch sử của dân tộc. Khi chúng ta bàn với cái câu chuyện là di tích lịch sử đặc biệt ấy, tại quốc gia cấp đặc biệt ấy, thì nó phải có cái gì nổi trội hơn về hai phương diện, về cái giá trị phi vật thể của nó và cái giá trị vật thể của nó. Phi vật thể thì có thể nói đây gắn bó với cuộc khởi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, nổi bật lên nhân vật có thể nói là người anh hùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp khởi đầu ấy, như Nguyễn Chí Phương chẳng hạn. Có thể nói cái ý chí kháng chiến của quân dân Đà Nẵng nói riêng và của dân tộc Việt Nam nó thể hiện được quyết tâm, và cái quyết tâm ấy nó được trao truyền cho thế hệ sau cho đến ngày chúng ta thành công. Và cái thứ hai là giá trị vật thể của nó thì ít nhất chúng ta hiện nay còn có trong tay một cái không gian tương đối hoàn thiện. Thành Điện Hải là di tích cực kỳ quan trọng, không chỉ của người dân Đà Nẵng mà còn của cả nước, bởi nơi đây gắn liền với giai đoạn lịch sử vĩ hùng của dân tộc trong buổi đầu đánh Pháp. Giá trị của trận đánh này ở chỗ, đây là mặt trận đầu tiên tấn công của thực dân phương Tây, cụ thể là Liên quân Pháp-Tây Ban Nha trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Đây cũng là trận đánh mà các nghĩa sĩ ngoài Bắc và cả nước đã dâng biểu và đưa nghĩa binh của mình vào sát cánh cùng dân dân Đà Nẵng, đập tan âm mưu, đánh giành, thắng giành của kẻ thù và là thắng lợi duy nhất của quân ta trong buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược. Thì chúng tôi rất là mừng là thấy lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hướng tới cái kỷ niệm sang năm, một cái chủ trương lớn và hết sức là quyết tâm là giải tỏa khu vực không gian chung quanh để khôi phục lại cái đường hào, là một trong cái cấu trúc có chức rất quan trọng của thành. Có thể nói là cái nơi có thể giáo dục rất tốt, không những chỉ cho khách tham quan, khách vãng lai và đặc biệt là giới trẻ. Nó mục sở thị những cái gì mà đã từng diễn ra trong quá khứ cách đây hơn một thế kỷ rưỡi, là ông cha chúng ta đã ứng xử như nào trước cái cuộc xâm lăng của nước ngoài. Thì điều đó nó sẽ tạo ra được một cái ý thức, một cái trách nhiệm với các bạn trẻ. Hiện nay Đà Nẵng đã và đang nỗ lực quyết tâm khôi phục thành Điện Hải bằng những dự án. Theo đó, thành phố đã ban hành đề án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải. Giai đoạn 1 của dự án được thực hiện trong 2 năm 2018-2019, gồm giải tỏa đền bù các hộ dân phía tây thành Điện Hải, tu bổ tôn tạo lại thành trong, thành ngoài, tôn tạo cảnh quan di tích. Thành phố sẽ đầu tư giai đoạn 2 vào năm 2019-2020, gồm dữ liệu các hạng mục công trình bên trong di tích thành Điện Hải,
Mới đây, tại buổi làm việc với Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, lãnh đạo thành phố cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, tạo cơ sở vật chất pháp lý để thực hiện dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết sẽ bố trí vốn ngân sách trung ương 10 tỷ đồng để đầu tư dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải, đồng thời sẽ phối hợp với Đà Nẵng trong việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ về thành Điện Hải để sớm bảo vệ trước Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt. Rạng sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ đất liền các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Bình với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Tuy không quá mạnh, thế nhưng áp thấp nhiệt đới đã gây ra mưa to và rất to cho các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Vinh, Nghệ An bị ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ từ đêm qua. Đường phố ngập nặng đã khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân thành Vinh bị đảo lộn hoàn toàn, học sinh phải nghỉ học. Mưa lớn cũng gây ngập lụt nhiều nơi ở tỉnh Hà Tĩnh từ đêm qua tới tận sáng nay. Tình hình khá căng thẳng, mực nước tại sông Ngàn Sâu lên cao khiến nhiều xã thuộc huyện Hương Khê bị lụt cô lập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Thanh Hóa, các xã tại tỉnh Quảng Bình ngập trong biển nước. 10 chuyến bay đi và đến sân bay Đồng Hới, Quảng Bình bị hủy ngày hôm qua do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới tại khu vực các tỉnh miền Trung, có thể được bay bù trong ngày hôm nay. 10 chuyến bay đã bị hủy bao gồm 2 chuyến giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Hới, 2 chuyến giữa Hà Nội và Đồng Hới và 6 chuyến bay khác từ thành phố Hồ Chí Minh đi Chu Lai, Đồng Hới và Đồng Hới đi Chiang Mai, Thái Lan. Ban chỉ đạo 389 quốc gia giao Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kịp thời tham mưu đề xuất việc sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng phân bón, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan, tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các địa bàn nổi cộm, điểm nóng về sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất kinh doanh, bảo quản hàng hóa là phân bón. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án đầu tư và phát triển trường cao đẳng nghề Đà Nẵng thành trường chất lượng cao đến năm 2022. Theo đó, đầu tư và phát triển trường cao đẳng nghề Đà Nẵng đến năm 2022 đủ điều kiện để được kiểm định đánh giá công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao theo quy định tại quyết định số 761 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đào tạo 9 nghề trọng điểm theo chương trình chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cả nước và xuất khẩu lao động, tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp đa ngành nghề ở 3 cấp trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Đối với 9 nghề trọng điểm tiến hành mua chuyển giao bộ chương trình, giáo trình chuẩn quốc tế của các nước có ngành dạy nghề phát triển đã được kiểm định chất lượng về áp dụng giảng dạy phù hợp với Việt Nam. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý đạt chuẩn trường chất lượng cao, bổ sung đội ngũ chuyên gia có tay nghề cao giảng dạy các nghề trọng điểm chuẩn quốc tế, mua sắm trang thiết bị dạy nghề, phần mềm giảng dạy quản lý đồng bộ đầy đủ theo công nghệ hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Huyện Hòa Vang vừa tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình ông Ngô Tấn Qua ở thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu. Đây là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà xây dựng trên diện tích 80m² với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Trong đó, cán bộ công nhân viên công ty điện lực Đà Nẵng hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do người thân trong gia đình quyên góp giúp đỡ, tạo điều kiện cho 4 thành viên trong gia đình ông Qua có chỗ ở kiên cố trong mùa mưa bão năm nay. Thời gian qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các lô đất trống trên các tuyến đường chính để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đã vào cuộc triển khai bảo đảm mỹ quan đô thị, thế nhưng vẫn còn một số lô đất trống chưa được chủ đất dọn dẹp. Chi cục bảo vệ môi trường thành phố cho biết thời gian qua, lãnh đạo chi cục bảo vệ môi trường liên tục đi kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường ở các tuyến đường phục vụ APEC nhằm nhắc nhở chấn chỉnh tình hình.
Ngày 15 tháng 10 tới, lực lượng cảnh sát giao thông và các phương tiện dẫn đoàn đại biểu APEC do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an điều động sẽ tổ chức lễ ra quân diễu hành tại các tuyến phố chính ở thành phố Đà Nẵng. Công tác phân luồng giao thông cho tuần lễ cấp cao APEC cũng đang được Đà Nẵng lên kế hoạch. Các hành trình có thể kể đến như đón dẫn đoàn từ sân bay về các địa điểm lưu trú, cũng như đi và đến các địa điểm tổ chức hoạt động của tuần lễ cấp cao tại Đà Nẵng, được diễn ra vào tháng 11 tới. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã chủ động rà soát các đường phố chính trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức giao thông, lắp đặt hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch phân làn trong tổ chức giao thông. Được biết, theo phương án phân luồng, cảnh sát giao thông sẽ cấm đường 10 phút trước khi có đoàn xe đi qua, sau đó cho phép lưu thông bình thường trở lại. Qua khảo sát các điểm tổ chức hội nghị, các sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao APEC, phương án phân luồng giao thông từ xa sẽ cần sự phối hợp của Phòng Cảnh sát Giao thông hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế chủ động hướng dẫn giao thông trên quốc lộ 1A. Sở Du lịch Đà Nẵng vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng xử và du lịch có trách nhiệm cho các cán bộ công chức viên chức đang công tác tại hai địa phương trên. Chương trình tập huấn đã giới thiệu về tổng quan tình hình phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng thời gian qua và phương hướng thời gian đến, đồng thời tập trung vào việc trao đổi kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ thanh kiểm tra trong hoạt động du lịch, chia sẻ về du lịch có trách nhiệm, kỹ năng ứng xử phục vụ khách du lịch. Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà là hai địa phương tập trung đón tiếp và là nơi lưu trú của các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách, doanh nghiệp, báo chí quốc tế trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC. Vì vậy, việc tăng cường các kỹ năng về du lịch có trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức nói chung và đội ngũ nhân lực du lịch nói riêng là việc làm cần thiết nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm, góp phần chuẩn bị chu đáo cho tuần lễ cấp cao APEC sắp diễn ra tại Đà Nẵng. Đây cũng là một trong những hoạt động của ngành du lịch thành phố nhằm cụ thể hóa chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, xác định APEC là cơ hội vàng để quảng bá du lịch Đà Nẵng ra với thế giới, nên ngay từ đầu, ngành du lịch Đà Nẵng đã rất khẩn trương, chủ động trong công tác chuẩn bị. Đến nay, ngành đã cơ bản sẵn sàng cho tuần lễ cấp cao APEC diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị vẫn đang được đẩy mạnh trên cơ sở vừa hoàn thiện về mặt tổng quan, vừa chuyên sâu, kỹ càng đến từng chi tiết, từng công đoạn. Tất cả về sự thành công chung của sự kiện, cũng như mục tiêu quảng bá thương hiệu du lịch Đà Nẵng. Theo ngành du lịch Đà Nẵng, dự kiến sẽ có khoảng 14 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao được bố trí cho các đoàn cấp cao của các nền kinh tế APEC lưu trú trong suốt thời gian tham dự tuần lễ cấp cao. Trong đó, trung tâm hội nghị Arizona sẽ là nơi tổ chức phần lớn các cuộc họp quan trọng của tuần lễ cấp cao APEC 2017. Bên cạnh đó, hàng loạt các khách sạn từ 3 đến 4 sao cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để bố trí lưu trú cho các đoàn, đại biểu, doanh nghiệp, phóng viên báo chí tham gia và phục vụ tại sự kiện. Vì vậy, mỗi một khách sạn đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc góp phần thể hiện sự chuyên nghiệp của du lịch Đà Nẵng. Với tinh thần thân thiện, người thân thiện của người Đà Nẵng, thành phố đáng sống, thì khách sạn cũng chuẩn bị tốt nhất và về chuyên môn nghiệp vụ, về tinh thần thái độ để cái công tác đón APEC diễn ra thành công tốt đẹp. Đáng chú ý, bên cạnh việc chuẩn bị về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho sự kiện, yếu tố con người phục vụ rất được chú trọng. Bởi theo ngành du lịch địa phương, Nụ cười Đà Nẵng cùng sự chuyên nghiệp trong cung cấp phục vụ của đội ngũ nhân lực du lịch sẽ là yếu tố quyết định làm nên thương hiệu của du lịch Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế. Liên tục từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 đến nay, ngành du lịch Đà Nẵng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn chia sẻ các thông tin liên quan đến sự kiện APEC, văn hóa phong tục của các nước, nguyên tắc lễ tân ngoại giao, các tình huống thường gặp và cách xử lý trong phục vụ APEC, qua đó góp phần đảm bảo công tác hậu cần phục vụ tốt nhất trong quá trình sự kiện diễn ra. Ngành du lịch cũng đang phối hợp với lại các sở ngành liên quan cùng với lại cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thì cũng đã triển khai các cái nội dung về hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng để sẵn sàng phục vụ cho các cái đại biểu cũng như các cái quan chức tham gia tuần lễ cấp cao APEC. Và đặc biệt chú trọng đến cái việc nâng cao cái chất lượng dịch vụ, cái thái độ phục vụ cũng như là cái tay nghề của người lao động để làm sao chúng ta truyền tải được cái hình ảnh, cái thông điệp một cái thành phố điểm đến du lịch thân thiện, văn minh và hấp dẫn tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Ngoài công tác lễ tân, hậu cần liên quan, hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được ngành du lịch thành phố chuẩn bị chu đáo, góp phần tạo ấn tượng đẹp về một điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách trong lòng bạn bè quốc tế. Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc đã áp đặt lệnh cấm cập cảng trên phạm vi toàn cầu đối với 4 tàu bị phát hiện vi phạm các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10, theo đó 4 tàu nói trên sẽ không được phép cập bất cứ cảng biển nào trong hệ thống cảng biển quốc tế. Liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng, việc dự đoán tương lai của khủng hoảng là bất khả thi, song yêu cầu các lực lượng Mỹ sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất, trong đó bao gồm nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Bình Nhưỡng. Liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha, hôm qua chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ áp đặt nhiều biện pháp nếu vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha đơn phương tuyên bố độc lập. Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Sáenz de Santa Maria nhấn mạnh, nếu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đơn phương tuyên bố độc lập cho vùng tự trị này, chính phủ Tây Ban Nha sẵn sàng đáp trả, song sẽ cố gắng giảm thiểu các tác động tiêu cực đến người dân. Cùng ngày, thị trưởng thành phố Barcelona Ada Colau cũng hối thúc nhà lãnh đạo vùng Catalonia hạ nhiệt căng thẳng và không đơn phương tuyên bố độc lập. Bà Colau cảnh báo rằng hành động này sẽ gây ra nguy cơ cho sự gắn kết trong xã hội. Trong bối cảnh quan hệ Nga và Mỹ vẫn đang căng thẳng liên quan đến các biện pháp trả đũa lẫn nhau, hôm qua Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson, nội dung tập trung vào 3 vấn đề quốc tế nóng là Triều Tiên, Syria và Ukraine cũng như quan hệ song phương. Về vấn đề Triều Tiên, ông Lavrov nói rằng không thể để căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi giải quyết mâu thuẫn giữa các bên liên quan bằng các biện pháp ngoại giao. Về vấn đề Syria, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã thảo luận về việc cùng hợp tác để đảm bảo hoạt động của các khu vực giảm căng thẳng đã được thiết lập ở Syria thời gian qua và thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị ở quốc gia Trung Đông này. Ông Lavrov cũng kêu gọi kiên quyết đấu tranh chống các nhóm khủng bố ở Syria, song phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản trước thời hạn đã bắt đầu từ hôm nay, ngày 10 tháng 10. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới và sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa liên minh cầm quyền và các đảng đối lập để giành ghế tại Hạ viện. Cuộc bầu cử Hạ viện trước thời hạn này được Thủ tướng Shinzo Abe phát động với lý do chính quyền cần cải tổ để đương đầu với các vấn đề của đất nước như tình hình căng thẳng về Triều Tiên, kế hoạch cải cách thuế và phúc lợi xã hội. Thủ tướng Shinzo Abe cũng bày tỏ tin tưởng đảng cầm quyền LDP của ông cùng với đối tác liên minh là đảng Gometo sẽ giành chiến thắng tại Hạ viện. Trong khi đó, phe đối lập do thị trưởng Tokyo Yukiko Koike lãnh đạo đã cam kết sẽ ngừng kế hoạch tăng thuế và dỡ bỏ các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản vào năm 2030. Nếu phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, Nhật Bản có thể lần đầu tiên có một nữ thủ tướng. Có những món đồ không bao giờ lỗi mốt, lại có những món đồ là nền tảng để những thiết kế sinh sau đẻ muộn được lấy cảm hứng. Tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York hiện đang trưng bày 111 bộ quần áo mang tính biểu tượng, có ảnh hưởng đáng kể đến thế giới trong 100 năm qua. Cuộc triển lãm có chủ đề Thời trang hiện đại trưng bày các bộ trang phục từ dạ tiệc với thiết kế tinh tế đến trang phục thường ngày nhưng không kém phần hiện đại. Giày thể thao Converse All Star, áo Lacoste Polo và các trang phục thể thao khác cũng là một phần của triển lãm. Đây là những món đồ cơ bản trong tủ đồ của đại đa số người dân hiện nay. Đây là một chiếc áo thể thao Kaepernick, gợi nhớ về cuộc tranh cãi quốc gia về phân biệt chủng tộc của cựu tiền vệ Colin Kaepernick của đội tuyển San Francisco. Còn đây là màn trình diễn của những đôi giày cao gót tinh tế và những đôi bốt phong cách. Triển lãm này không phải là về nghệ thuật, nó là về thiết kế và những thiết kế đó đã có mặt tại đây kể từ khi thành lập. Những chiếc áo hoodie tượng trưng cho Ban Berin trong bộ sưu tập của chúng tôi hay những thương hiệu Comet de Gasson phải là những chiếc váy ôm sát hoặc những bộ quần áo đại diện cho một thương hiệu đồ nội thất hoặc trò chơi điện tử. Tính hiện đại cũng là khát vọng tương lai của Paco Rabanne năm 1960 với chiếc váy bằng nhôm hay của Pierre Cardin được thể hiện trong bộ váy Cosmos táo bạo. Tại triển lãm còn có khu vực trưng bày khăn của các tín đồ Hồi giáo và yarmulke cho người Do Thái. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 28 tháng 1 năm sau.
Thông tin này cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.